Để tiếp nhận sự ủng hộ, chia sẻ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đối với các nạn nhân trong vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại số nhà 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội được thuận tiện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội thông báo số tài khoản tiếp nhận chính thức như sau. Tên tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, quỹ cứu trợ. Số tài khoản: 37610905726091049 tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Xuân cũng tiếp nhận qua số tài khoản 37610905115891999 tại Kho bạc Nhà nước Thanh Xuân. Tên tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Thanh Xuân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội với số tài khoản 12800119657 tại Ngân hàng Vietinbank. Nội dung chuyển khoản: hỗ trợ các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Mọi sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và phương án hỗ trợ sẽ được thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo công bằng, công khai, đúng mục đích, đúng đối tượng.